cái cách làm việc là luôn muốn lan tỏa ra, luôn muốn chia sẻ ra chứ không có muốn giấu kín hay là ôm riêng gì cho mình cả. Cái gọi là cái farm á, farm mini. Hôm nay là hàng đột biến, em thấy rất là nhiều màu sắc không? Nay mà càng nhiều màu giá càng cao, từ 5-7 triệu tới 10-20 triệu cũng có. Con này khi mà mình nhân giống á thì em sẽ cắt nhỏ nó ra. Đây là những con khi mới cắt thì bắt đầu nó bò lan như này. Tùy theo cái màu nó đổ thì giá trị nó sẽ khác nhau, tùy theo cái size nó nữa. San hô cũng có đột biến nha các bạn. Lan này nó là va, bên Igu nó là mọt. Bên này nó là đột biến. Cũng có nhân tạo, con người mình phát hiện được cái nguồn gen đó. Mình đem vào mình giữ, mình chơi với nhau thôi. Là một con mà anh thấy màu nó lon không? Có con lon một tí xíu, lon tới 7 màu luôn. Ờ, nó cứng, cứng các bạn. Nó cứng á hả? Cứng, nó chỉ cứng. Dày thôi nhưng mà nó sẽ bò lan ra. 5-7 năm con đây khi nhập về thì anh sẽ đến một cái nút đây nè, một cái chấm đây nè. Là đấy là một đầu. Một đầu ta tính tiền mình là 80 ngàn. Digi Red là tên của nó, là Digi á. Digi. Nó có Digi Red, Digi Green. Mấy cái chỗ mà hồng lật lợt hơn là nó mới mọc lại đúng không? Là nó đang lớn á. Giá trị của nó lúc trước cũng khá là cao. Anh cứ canh một đốt tay là khoảng 250. Ở nước ngoài giá rất là cao nha. Ở Việt Nam mình khá là dễ chịu. Tại cả toàn cầu đang nóng lên luôn. Cho nên là những cái nguồn gen mà mọi người có thể chơi được trong hồ mà chia sẻ nhau thế này, em nghĩ nó ý nghĩa đó rất là hay ho. Tích lũy tiền bạc. Đúng rồi. Rủi ro ai lì hơn thì người đó chinh phục được môn này thôi. Đúng rồi. Những bạn chinh phục được, em nói anh sang hô hồ rậm rạp luôn. Rậm rạp tới mức mà họ phải bẻ cho. Thì bây giờ sẵn có cơ hội em sẽ nhân giống thử một con sang hô nha. Ok, quá đẹp luôn. Đó, tại vậy thôi. Rồi mình bấm ra thôi. Ok. Rất là đơn giản, y như là ăn chiếc cây á. Này đơn giản ăn chiếc cây nữa. Chấm nó vô. Mình giữ con chạch cho nó đứng. Em sẽ để nó nghỉ ở trên đây để tránh cái ánh đèn. Một cái bóng như 150W. Chơi lâu anh sẽ biết bóng metal là một trong những bóng là nó tái tạo cái môi trường tự nhiên. Nó là một con sâu nó cũng ống á. À con ngon màu vàng á hả? Anh đụng vô nó sẽ thúc vô. Ôi làm tốc hành luôn. Sau đây thì mình phải có máy mình cắt mắt nó ra, còn không cắt bằng kềm nó sẽ bị thương. Những cái mắt đây đẻ cũng khá là nhanh. Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm những cái điều mà nó gọi là nó có thể nó phi tài chính chút xíu. Khai thác nó quá. Có nhiều khi mình chơi mình vô mình cứ khai thác, kiếm tiền từ từ nó lụi xuống. Còn... thì anh em mình không có chơi theo kiểu đó. Nè, anh thấy nó mọc thấy gớm không? Đây là em ươm mà nó bò lên trên cạn luôn nè. Ôi, độc là, quá. Bây giờ em tắt nước, em phát sơ khô là nó nằm khô rồi đó, là nó tự coi vô. Nó tự giữ nước, tự bảo vệ nó. Chặt bơm nước vô nó lại nở ra thành một cái bông như vậy. À. Hay quá ha. Nó bò đó quá. Cái này là giống cái hồ bên kia kìa nè, san hô ai chỗ khó đâu, anh thấy không, nó bò nè. Quan trọng là cái môi trường sống nó phù hợp là nó phát triển. Bí quyết của nó là stable, có nghĩa là ổn định. À ổn định. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, những clip trước đã giới thiệu các bạn về phụ kiện, về hồ, về những một số cái loài cá cơ bản ha. Thì cái clip này chúng ta sẽ giới thiệu về nhờ Rin giới thiệu về san hô ha. San hô là một cái gì đó nó còn khá là bí ẩn đối với đại đa số mọi người ha. Cho nên là clip này sẽ rất là nhiều thông tin hữu ích. Okay, trong video này Rin sẽ chia sẻ bí quyết nhân giống san hô mọi người luôn, chị luôn. À, chị luôn, chị hết luôn. Chị hết luôn. Chia sẻ hết. Không giấu đâu. À, chị nói chuyện với Rin có trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy là hai anh em nó rất là đồng điệu với nhau về cái cách làm việc, là luôn muốn lan tỏa ra, luôn muốn chia sẻ ra chứ không có muốn giấu kín hay là ôm riêng gì cho mình cả. Có cơ hội là chia sẻ liền. Chia sẻ liền hết. Ok em. À, ở đây anh thấy là một cái hồ san hô, gọi là em gọi là cái farm á, farm mini. Ở farm. Đây em sẽ nhân giống những cái dòng san hô, đặc biệt là những dòng san hô cứng và nhập. Ví dụ như những con đây là hàng đột biến, anh thấy rất là nhiều màu sắc không? Thì thường nó sẽ có một là màu cam, hai là màu nâu, ba là màu xanh lá, nó một màu một thôi. À. Đây là nó đột biến, nó lon có thể ra 7 màu. Thì anh cắt một cái nó bò ra, nó ra màu bất kỳ như giờ giá số rồi đó. Oh. Cục này mà càng nhiều màu giá càng cao, từ 5-7 triệu tới 10-20 triệu cũng có. À. Nhưng một cục đây thì giá của nó quanh cả chục triệu rồi. Wow. Cho nên là rất là đáng để mình nuôi trồng nhân giống. Thì những cái con này khi mà mình nhân giống á, thì em sẽ cắt nhỏ nó ra. Thì đây là những con nè. Đây là những con khi mới cắt. Thì bắt đầu nó bò lan như này. À. Xong nuôi khoảng vài tháng nó sẽ bò lan lên như này. À. Tùy theo cái màu nó đổ thì giá trị nó sẽ khác nhau, tùy theo cái size nó nữa. Thì đây là những con em đã nhân giống đây nè, em để đến đây. Đó. Cái chừng nó lớn size em lại dán ngược vô này, nó lại ra những con mẹ. À. À, đây là cách mình nhân giống san hô. San hô cũng có đột biến nha các bạn. Đột biến. San hô có đột biến gen nha. Nó như va á. Nó như va đúng rồi. Đó, bên lan này nó là va, bên Igu nó là mọt, bên này nó là đột biến. Đúng rồi, tự nhiên rất là khó để thấy được những con này, gần như là không thấy luôn. Chỉ có nhân tạo, con người mình phát hiện được cái nguồn gen đó, mình đem vào mình giữ, mình chơi với nhau thôi.
Mà như Rin vừa chia sẻ, hay một cái là bây giờ cắt nhỏ ra nó sẽ mọc ra cái mới. Và nó mọc ra cái mới thì nó có thể ra nhiều màu khác nhau ha. Dạ. Y như là hên xui á, giờ số á. Đây là một con nè, Duyên. Đây cũng là một con à. Ôi đẹp quá các bạn. Đây là một con à, anh thấy màu nó lon không? Có con lon một tí xíu, lon tới 7 màu luôn. Thì con nó mua được đã khó rồi, chứ không cần nói tới giá trị. Quá đẹp luôn. Còn đây là gọi là LBS nha. Là san hô cứng nhưng mà thịt nó nhiều. Thịt nó nhiều, có polyp nó to, nó mềm. Còn ở đây là SPS nè. Là có nghĩa là nó cứng ngắc à. Anh R nó cứng ngắc từ đầu cuối. Cứng ngắc à? Ờ nó cứng các bạn. Nó cứng ngắc à? Cứng, nó chỉ dày thôi nhưng mà nó sẽ bò lan ra. Đây là con giống em để thì nó bò lên cả cái đế luôn nè, anh thấy không? Nó bò kính luôn các bạn, y như là mấy cái nút vậy đó. Anh biết cách đây khoảng 5-7 năm, con đây khi nhập về thì anh sẽ đế một cái nút đây nè, một cái chấm đây nè. Là đế là một đầu ta sẽ tính tiền mình là 80 ngàn. Wow. Đâu dám mua. Hồi đó khi mà mua là anh mua một con nhỏ xíu vậy thôi, là anh tính coi cả tiền triệu rồi. Đúng rồi. Đây phải mười mấy 20 đầu, không đó là cả triệu mấy một cục đó. Mình về mình nhân giống ra rồi mình sẽ bán rẻ lại cho mọi người. Trời, cái cục này là chắc khoảng mấy ngàn đầu. Không biết vì sao nó rất là phù hợp. Ở hồi em nó đẻ nhiều lắm, em ủi em bán liên tục, sale liên tục à. Thì anh thấy không, cái mô hình này là mô hình bền vững. Mô hình cực kỳ bền vững luôn. Quá khách hay. Họ mua về họ nuôi mà họ có tay nghề, họ có thể cắt ra họ bán lại để họ tái đầu tư tiền muối. Đó, quá hay luôn. Đã không? Còn quá đây đã. Là cái dòng đây là gọi là Digi-Red. Digi-Red là tên của nó, là Digi á. Digi. Nó có Digi-Red, Digi-Green là đỏ, xanh. Đây đúng không? Digi-Green đúng không? Có nói là dòng tổ chim anh, Digi-Green hình như em hết giống ở đây rồi. Thì anh coi, đây là con mẹ nè. Đây là con mẹ, hôm bữa em cắt ra rồi thì bây giờ nó lại lớn được như này. Mấy cái chỗ mà hồng lật lợt hơn là nó mới mọc lại đúng không? Là nó đang lớn á anh. Đang lớn mọc lại á. Nó đang lớn thì khi mà em nhân giống thì em sẽ cắt một cái đốt nhỏ vậy thôi. Rồi em sẽ dán nó ra thì nó sẽ ra một đàn con nhỏ như này. Giá trị của nó lúc trước cũng khá là cao. Anh cứ canh một đốt tay là khoảng 250. Với là 250 và 250 nè. Còn hiện tại thì anh em nuôi nhiều rồi, mọi người chia nhau thì giá cũng khá là mềm. Thì cái đó, cái thị trường san hô cũng khá là hay ho. Hay ở nước ngoài giá rất là cao nha, ở Việt Nam mình khá là dễ chịu, hay là họ có tay nghề nuôi á, nó mọc khá là nhanh. Anh thấy cái chia sẻ nhau là nhiều. Cái san hô này được coi trọng lắm, được coi như là thiên nhiên, ngoài thiên nhiên thì nó đang bị gọi là nó chết dần đúng không? Có những cái nguồn giống mà chỉ còn ở trong hồ của người chơi thôi. Bởi vì cái môn chơi này ở nước ngoài á, ở bên Australia, ở bên Philippines thì có những cái farm rất là lâu đời rồi. Thậm chí ở bên Mỹ là có những cái farm mà họ lưu trữ những cái nguồn gen rất là tuyệt vời. Mà chỉ còn trong hồ đó, bởi vì ở ngoài tự nhiên á, những cái đợt nước nóng lên rất là nhiều. Anh, nếu như anh biết về khí hậu một tí là cỡ một thời gian nữa có một đợt El Nino sắp tới. Đúng rồi. El Nino là cái đại khủng hoảng về nhiệt độ luôn á. Nó chỉ còn tràn vô thì anh sẽ thấy san hô nó phủ trắng. Nó chết hàng loạt. Nhưng mà sau khi đó nước mát lại nó sẽ tái sinh. Đó là cách tự nhiên nó vận hành. Nhưng mà cũng cần thời gian lâu nó mới tái sinh lại được đúng không? Dạ, một khi nó khỏe rồi mà môi trường ổn định thì khoảng vài năm là nó có thể mọc rất là nhanh rồi. Như từ con đây nha, anh nhìn con đây, tốc độ nó nhanh lắm á. Em phát một đầu như vậy nè, một đầu nhỏ vậy thôi. Thành con đây là khoảng một năm. Thì anh nghĩ có đâu có lâu. Đúng rồi. Không lâu một tí nào đúng không? Mà từ đây nó lại lớn ra nữa, nó gần như cấp số nhân. Những cái chấm đây là một con nè, nó sẽ đẻ ra liên tục và nó đúng tẻ rồi. Đầu ra như vậy. Thì đúng. Từ nhỏ tới lớn thì nó hơi lâu, một khi nó đã thành bụi nó lớn rất là nhanh. Ổn định rồi, nó sẽ phát triển là nhanh. Ổn định. Okay. Nhưng mà hiện tại anh biết ở mình bị xả thải. Nước, đúng môi rồi. Trường nước nó dơ, nó làm san hô chết bậy rất là nhiều. Đúng rồi. Nhiệt độ thì hiện tại cả toàn cầu đang nóng lên luôn. Cho nên là những cái nguồn gen mà mọi người có thể chơi được trong hồ á. Mọi người tự giữ được trong hồ mà chia sẻ nhau thế này. Em nghĩ nó là một cái ý nghĩa đó rất là hay ho hay đó, đối với cái gì, cái môn chơi này. Trong cái tương lai á, là sẽ còn rất là nhiều giống sẽ được bảo tồn ở trong hồ thôi. Chứ ngoài tự nhiên thì nó... Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc cho cái người chơi họ có muốn chơi chuyên nghiệp hay không. Đúng rồi. Khi mà chơi không chuyên nghiệp thì những dòng này rất là khó để giữ. Mình phải chăm chóc, anh biết khó chóc mua can là có máy để mình đắp zin vô. Thì cái đó chơi chuyên nghiệp thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Và mình sẽ đo nước y như là một cái nhà gọi là môi trường học á. Mình sẽ đo nước coi là cái nồng độ chất độc như nào. Rồi nhiệt độ là độ dao động là bao nhiêu. NO3, BO4 là cái nồng độ biểu thị cho độ dơ của nước cũng như là dinh dưỡng trong nước, là mình sẽ kiểm soát nhờ vi sinh như nào là mình sẽ học toàn bộ những cái đó. Như một nhà khoa học luôn. Em nói thì nghe hơi quá, nhưng thật sự là đó là những việc mọi người phải làm. Đúng khi rồi. Mà chơi chuyên nghiệp.
Còn đơn giản như hồi nãy em nói anh thì mình chỉ thay nước thôi. Nó là hai level, một cái thấp chuẩn, một cái. Đúng rồi. Anh cái này dễ tiếp cận hết. Ai đi lên anh thì không bây giờ hết. Thật ra cái nào cũng vậy các bạn, để mà ứng dụng vào đời sống á thì nó sẽ đơn giản, nó phù hợp với đại đa số. Nhưng mà muốn gọi là thành chuyên gia, thành master á, đồ này nọ thứ á, thì phải bỏ công sức vô, công phải sức. Học hành tích công lũy sức, tiền bạc. Đúng rồi. Rủi ro. Đúng rồi. Anh sẽ fail, anh sẽ thất bại, nhưng mà anh học lại tiếp, anh sửa chữa sai lầm, anh lại đi lên. Ai lì hơn thì người đó chinh phục được môn này thôi. Đúng rồi. Những bạn chinh phục được, em nói anh sang hồ của họ một rậm rạp luôn. Rậm rạp tới mức mà họ phải bẻ cho mà cho không hết, họ bẻ họ bỏ bởi vì nó mọc quá nhiều. Rồi anh hình dung được là nó phụ thuộc vô mình thôi. Thì bây giờ sẵn có cơ hội em sẽ nhân giống thử một con san hô cho anh coi nha. Quá đẹp luôn. Đây là một con giống em sắp tới kỳ em phát. Thì mọi người thấy không? Con đây là em chỉ dán một cái phát nhỏ ở giữa nè. Thì nó sẽ bò lan cái chân ra và các cái bụi xung quanh là nó mới mọc lên. Con này em mới phát cách đây nửa năm thì bây giờ nó lại lên lại như này rồi. Thì dụng cụ để phát thì đơn giản lắm. Em có một cái kềm đây. Ok, mọi người cùng theo dõi nha, khúc này hay phát nè. À, cái đế để mình gắn cố định san hô lên nè. Rồi một cái keo dán san hô, rất là thô sơ vậy thôi. Okay. Ở nước ngoài thì những cái dòng san hô khó, họ sẽ có máy móc chuyên dụng, cái máy cắt, máy thông lỏng á. Đưa san hô qua như này. Thì cái máy đó, cái lưỡi nó bằng kim cương, hình như là bọc kim cương để khỏi bị xét rỉ. Thì những cái đó thì hiện tại bên em chưa có. Em chơi rất thô sơ thôi nhưng mà vẫn nhân giống được. Mọi người xem thử nha. Ồ hay các bạn, hấp dẫn á. Như này, đây là một cái kềm. Cái đây rất là mắc, anh biết cái kim loại mà nó không bị nước biển phá, sau một thời gian mà vẫn mới, vậy là kim loại rất là tốt, cho nên là cái đồ nước biển thì nó hơi chua một tí. Rồi đây, đây là con mẹ ha. Bây giờ anh phát thì thường khoảng đốt tay. Ok. To quá không tốt nha. To quá thì cái độ thích nghi của nó rất là kém, càng đó to thích nghi càng kém. À đúng rồi. Anh làm chút xíu vậy thôi nè thì nó càng khỏe nữa, nhưng mà thường em làm cỡ lóng tay để cho nó vừa mắt người ta. Ok. Đem cho nhánh này đẹp nè, lóng tay nè. Đó, cỡ vậy thôi. Rồi mình bấm ra thôi. Ok. Rất là đơn giản, y như là anh chiếc cây á. Rồi. Này đơn giản hơn chiếc cây nữa. Dạ. Thấy em làm đơn giản hơn nữa. Sau khi xong rồi cái là mình chỉ cần chấm keo vô thôi. Chấm nó vô. Nếu như mà ở nước ngoài mấy cái trại người ta kỹ giai đoạn này, người ta sẽ điếp san hô. Nhưng mà cái đây là mình nuôi trong hồ rồi, mình biết là không có sâu hại rồi. Cho nên là mình chỉ cần chấm nó vô đây. Mình giữ một chập cho nó đứng. Em chơi rất là thô sơ nha, có sao chỉ vậy nha. Ok. Mình em có chê là được. Đó. Dài một chập. À cái keo này là chuyên dụng luôn hả? Mình bỏ vô nước là nó vẫn bình thường hết. Dạ đúng rồi, keo đây keo chuyên dụng, hoặc là nhiều lúc bí quá em dùng keo thủy sinh. Nhưng mà keo thủy sinh thì em nghĩ nó sẽ không phù hợp, mà keo chuyên dụng, có chuyên dụng thì tốt hơn. Đúng rồi. Nó có keo đất sét rồi keo linh tinh nữa mà giá thành rất là cao. Mà anh biết chạy thì mình ưu tiên kinh tế mà. Đúng rồi. Cho nên là nó chỉ cần cố định được dài. Ok. Là xong thì thường á em sẽ để nó nghỉ ở trên đây. Để tránh cái ánh đèn. Vì dàn đèn này dàn đèn khủng, nhìn dày nhìn nó cua bắp vậy thôi, chứ đó là tốt san hô. Một cái bóng như 150W. Bóng metal, nếu như anh chơi lâu anh sẽ biết bóng metal là một trong những bóng là nó tái tạo cái môi trường tự nhiên, là nó mọc cho nó rất là rậm rạp nè. Là một trong những bí quyết của em thì những cái con mới nó sẽ yếu. Đưa ra đó nhiều lúc nó chịu không nổi. Nó sẽ có xác suất 10 con là nó bị lột trắng, nó bị chết á. Chết mất 2-3 con rồi anh dời ra ngoài. Nói chung thì... qua cái khu vực mát cho nó nghỉ ngơi dưỡng dạ, trước nó đỡ stress, nên cho nó nằm đây. Okay. Thì theo kinh nghiệm ấy là 10 con là khoảng 8-9 con sống và nó phát triển dần dần, nó sẽ lớn như vậy. Ồ hay quá, tỷ lệ dây cao á, 10 đây con nè. Và 8-9 con là cao. Đây, quá mấy tháng là như này nè. Đó tuyệt vời luôn. Rồi lại tiếp tục cắt ra thôi. Thì thường anh em nuôi ở nhà thì thường cắt ra bán cho nhau khá là rẻ, giá êm lắm á. Do ở nhà mà. Ví dụ cỡ bao nhiêu em? Thường người ta bán cỡ 2/3 giá cửa hàng. Có người vui thì họ tặng luôn, họ không quan trọng tiền bạc, họ tặng luôn, hoặc là bán nửa giá thì người chơi bán là anh biết rồi. Ví dụ như một cục này thì khoảng bao nhiêu tiền? Cái cục đây mà cửa hàng bán thì anh ấy canh đốt tay nè. Ví dụ 1 đốt, 2, 3, 4 đốt nè. Nguyên cục đây cho đốt đi rồi cho là 1 triệu. Triệu 2, một cục như này. Triệu 2, cũng mềm. Anh lại cắt ra lại nhân giống lên. Nó lại nhân, quan trọng là nhân giống được á. Anh để nó to nha, thì nó sẽ có nhiều giống. Cái san hô mà khai thác tự nhiên về nó sẽ bị sốc. Sốc đơn giản đó. Sốc môi trường đúng không? Sốc môi trường, cái màu nó không có đẹp. Cho nên là tốt nhất chơi san hô là phải chơi những cái dòng thuần hồ. Thuần hồ rất là khó nha. Nó đã thuần hồ được rồi, nhưng anh thấy màu sắc đẹp không? Anh về là cái màu nó cứ đẹp vậy nè. Cái vậy nó đẹp mít thôi, là mình lại cắt.
Em làm thử cho coi luôn nha. Quá đẹp luôn, ok em, tuyệt vời luôn á. Em làm thử cho coi, sợ dài clip của anh thôi. Không sao anh, càng dài càng tốt luôn. Mấy khi mấy con này thì đẹp quá đúng không? Quá đẹp luôn. Mấy khi mà được em chia sẻ vậy đâu. Mấy con đây thì mình cắt ra mình nuôi lên nó. Theo kinh nghiệm của em thì em không thấy khó. Còn mọi người thì mọi người phải học cơ bản. Nè, mình cắt ra một con như vậy, mình dán cho thôi, con mẹ thì mình để lại. Đó. Mẹ để cẩn thận nha, nó quýnh nhau á. Ồ, nó quýnh nhau luôn hả? Nó quýnh nhau á. Nó thò rầu, nó quýnh nhau ù đầu á. Ồ, độc quá ta. Dạ. Nói chung cái hồi đọc clip mình có nói với các bạn á, san hô vẫn là một cái gì đó còn rất là kỳ bí lại đại đa số với mọi người ha. Nhìn thì nó tưởng là thực vật, tưởng là cây, nhưng mà nó lại là động vật ha, đánh nhau các thứ. Em kêu nhân giống vậy thôi, nó đơn giản quá đi. Giống quá đơn giản luôn. Tùy dòng nha. Con đây thì dòng. Như này. Với những con đây thì mắt nó nhỏ, nó cần ở máy cắt. Máy cắt chuyên dụng. Có những con đây mình lấy ra lọc giấy, mình lạy nó lên. Có những con mình lại cắt tay, có những con mình lại cắt chân. Có những con mà lại này nọ các thứ, thì mỗi con nó sẽ có một cách khác nhau. Quá đa dạng. Đây là những cách đơn giản nhất. Thì đây là một con này nè. Mấy bữa nữa nó khỏe, nó bắt đầu lan chân hết cái đế như này. Đêm con có con này giống vậy, ông nhanh cho mọi người coi. Nhưng mình lại để cho nó nghỉ ở đây. Quá. Vậy là mình có hai con mà một cái phát như này giá bình thường nó có 120 ngàn à. Dễ tiếp cận quá. Quan trọng là cái kiến thức mình thôi, chứ cái giá rồi. Thì em nghĩ không có mắc đúng không? Đúng rồi, nó không phải là rào cản đâu anh nghĩ. Đối với này giá không phải rào cản mà anh là kiến thức. Em dán cái giờ nó bò ra nè. Thấy chân nó bò ra không? Đúng rồi. Lâu lâu nó bị sâu chết bậy, người ta không đủ kiên nhẫn thì người ta bị nản thôi. Còn đam mê tới thì chơi tới thôi nè. Anh thấy nó bò rồi không? Đúng rồi, nó bò ở làng, nó ôm hết nguyên cái nấm. Ôm hết đó, rồi từ cái nấm này nó ôm hết rồi. Bắt đầu là mình có kinh nghiệm mình chỉnh ánh sáng. Hoặc là tự nó bung tán ra thôi. Như ánh sáng mạnh á thì nó không còn vươn lên nữa thì nó bung tán. Bung tán rộng ra, xòe rộng ra. Nó xòe rộng ra, còn thiếu ánh sáng thì nó phải nhô cao lên. Nhô cao lên để đón ánh sáng đúng không? Dạ. Hay thì quá. Anh hiểu cơ bản vậy là xong rồi đó. Đúng rồi. Còn những bụi đây là những bụi tổ chim nè. Tổ chim. Bởi vì nhìn rất là giống tổ chim, bụi tổ chim nhập. Không biết anh quay lên thấy đẹp không, con mắt mình nhìn là đẹp nhất. Đúng rồi, con mắt, không có gì bằng mắt mình hết. Không có gì bằng mắt mình hết. Là tổ chim nhập thì mình cũng cắt như vậy. Quá tuyệt vời. Còn đây là, anh nghe thì hơi buồn cười đó, là bông do dại á. Gọi là bông cúc áo nhưng mà nó dại. Em bị rớt một bông vô cái là thấy nó đẹp em để. Cái bắt đầu mình đụng mà nó bung chân ra nó bay vào khác rồi là một thành bụi khác. Em thấy cũng đẹp cho nên em để. Có nghĩa là mình đụng vô là tự nó bung cái chân ra nó chân bám nè, anh nhìn nó cụp lại nè, nhìn thấy nó cụp lại nó như cây bắt mồi đó, cái y như là cây mắc cỡ rồi bắt mồi vậy các bạn. Khi mà em làm rớt cái chân nó ra á, bung nó ra nó bay nó bám người khác là học một bụi khác. Gọi là dạ thôi chứ vẫn bám bình thường do nó đẹp á. Em vẫn giữ giống trong hồ á. Ok, đây nè, đây toàn bộ đây là do này nhập hết. Thú vị không, thú vị không? Quá thú vị luôn. Còn bạn mấy nói... con này thì nó mọc dễ quá đi, em cứ để đây. Rồi hồi nào bán hết thì mình lại cậy lên á. Cậy lên như vậy nè, cho anh coi luôn. Đó, lạy nó lên như vậy. Thấy đi làm cũng đơn giản quá các bạn. Nè, mình lấy cái chân nè. Đó. Đó, mình dán cái chân đi vô cái đế như hồi nãy. Cái này là mình dán bằng keo, cũng dán keo bằng đó keo, luôn. Cũng keo đó luôn. Dán cho đế là mình lại được một con mới. Okay. Một bụi dày là cả 150. Anh em chia sẻ nhau có tiền mua muối cũng khá là hay chứ. Đúng rồi. Anh mua Thái Lan về 300-400 ngàn một bụi. Tất cả mình nhỏ làm được hả? Mình làm được mà. Làm được. Mua muối về xử lý. Bên này cũng còn rất là nhiều san hô đẹp đó các bạn. Bên đây là cái hồ ươm con giống của em á. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Đây là những cái bông do. Riêng cái bông do đây là nó thành một cái hệ thực vật mà người ta gọi là tạo thành nhóm gì chơi những cái do đây thôi. Mỗi bông do có một tên như đây nè. Cái bông đây là Nuclear. Nuclear mà một bông đây giá trước giờ của nó là khoảng 500 ngàn. Còn tùy theo người chơi bán nữa thì cái đó người chơi bán thì mình bỏ qua đi ha. Cái giá người ta chia sẻ đúng nhau rồi, mà đúng còn rồi. Giá thị trường nó khoảng 500 ngàn. Cái đây thì theo em nhớ là khoảng 800 ngàn một bông. Mà anh nuôi từ từ là nó sẽ đẻ ra cả bụi nè, đẻ làm hai nè. Thì người chơi trên thế giới chơi bông này rất là nhiều, có những bông dễ thì nó đẻ thành cả bụi như này. Một bông đây cũng 300 ngàn. Nó đẻ cả bụi thì anh thấy cái việc tài chính của nó giống như là anh chơi bò sát mà nó đẻ ra anh bán lẫn nhau á. Đúng rồi. Thì mỗi con có một tên mà người ta sưu tập từng ID. Hay quá. Nuôi nó thành bụi thì rất là đẹp. Cái này nó chung một dòng với nhau, anh thấy cái hình dáng bên ngoài nó giống giống nhau hết nhưng mà khác màu thôi. Nó là do để anh gọi là do, hoặc là do. Việt Nam mà gọi là cúc áo. Cúc thì áo. Con đây sẽ là cúc áo Nuclear, con kia cúc áo Pink, con kia là cúc áo ID của nó là sẽ có tên gì gì đó. Anh sẽ chơi để anh sẽ thuộc từng cái dòng tên vậy đó.
Thì cái đây là cái farm cúc áo của em. Hay quá. Quá đẹp luôn. Cúc áo thì nó hơi dị á anh. Anh chơi thì lâu lâu có những con tự nhiên lăn ra chết, mình có con đẻ quá trời. À. Do là cái môi trường nước của mình nhiều lúc bị nhiễm độc á, như em nhúng tay vậy là đúng chuẩn là cũng không được nhúng tay vậy. À. Mà em phải mang găng tay. À. Mà kỹ đến như vậy thì cuộc chơi nó mệt lắm. Mệt. Cho nên là em cứ thoải mái, con nào sống được em thì sống. Còn duyên thì ở lại đúng không? Nhưng mà hầu hết là sống anh. Ừ. Như con đây là Sakura Pink nè. Đó. Sakura Pink là con đây khoảng 300 ngàn một bông. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Còn cái cam cam này là gì em? Con đây là SPS. Đây là FPS. Còn đây là Sentosa. Sentosa hả? Sentosa. Bãi biển của Singapore ha. Sentosa đẹp. Quá đẹp. Con vậy này là cái nguồn gốc đó Singapore luôn hả hay sao? Hay là dạ, tên nó không anh, thường ở cái farm ở bên Mỹ á. À. Cái trại bên Mỹ họ sẽ về họ nghiên cứu và nuôi được. Ừ. Nuôi được họ có đặt một cái tên, họ đưa lên một cái danh sách là ID tên của dòng san hô đó, xong từ đó xuất bán ra toàn thế giới. À. Mình mới mua về mình nuôi lên lại là mình theo giá và theo tên đó luôn. Tên gọi đó luôn. Là người ta sẽ có thông tin đầy đủ hết rồi mình phải search lại tài liệu bằng tiếng Anh. À. Sắp tới là tụi em sẽ dịch qua tiếng Việt và tụi em làm video cho anh em chuyên sâu. Quá hay luôn em. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là không, chưa có nhiều người tới level này. À, tới level này thì họ tự nghiên cứu rồi, cho nên em vẫn ưu tiên nearby hơn. À. Cái này chắc thời gian dài sao sẽ làm. Ok. Nhiều chủ đề quá đi. Các bạn nãy giờ theo dõi video, các bạn có thể thấy là Rin là theo cái trường phái cống hiến ha. Mình phải công nhận là cống hiến. Không nói vậy thì ấy lắm, do là cái phong cách của em nó vậy rồi. Không, có nghĩa là cũng không phải là mình đề cao hay là cái gì quá, nhưng mà cái cách chơi các bạn thấy không? Sẵn sàng chia sẻ. Sẵn sàng làm những cái điều mà nó gọi là nó có thể nó phi tài chính chút xíu, nó không anh, có lợi đâu lắm. Anh dùng từ cống hiến này em cảm thấy áp lực, em giống anh á. Ừ. Chơi mình muốn chia sẻ mọi người chơi được là mình đơn giản là như vậy thôi, còn cống hiến này nghe nó hơi không cái từ cống hiến nó cũng dễ thương các bạn, nó mang tính chất là tích cực chứ nó không phải là mang tính chất là tự đề cao hay là tô hồng bản thân. Em đùa. Ok. Có nghĩa là mình muốn cái cuộc chơi nó phát triển theo hướng tích cực. Dạ, chứ mình không có gọi là sôi thật, mình khai thác nó quá. Có nhiều khi mình chơi mình vô mình cứ khai thác kiếm tiền từ từ nó lụi xuống. Còn, thì anh em mình không có chơi theo kiểu đó. Còn thời gian không? Em cho anh coi. Ok con còn này. Đó em cứ giới thiệu. Con này là con truy. Truy đây là truy Úc. Truy Việt Nam mình á nó chỉ có màu xanh hay là màu nâu, rất là tối nha. Nó không có sáng được như này. Một con đây là truy Úc nè, con đây truy Indo nè. Đúng nguồn luôn á. Anh em thấy qua cái san hô và với cái ánh đèn á thì những cái màu sắc của nó được đánh bật lên rất là đẹp ha. Nó có như cái dạ quang. Cái này giống như một cái cây bonsai, cây y như cái cây baobab ở bên châu Phi nổi rồi. Tiếng luôn nè. Y như cây baobab luôn các bạn. Cái phần thân của nó nở to ra tròn này nè, mà ở trên nó có nhiều cành nhánh nó xỉa ra rất là đẹp. Con mẹ của em, một con mẹ đây rơi vào khoảng 5 tới 10 triệu. À. Và con đây mấy bạn nhân viên mới vừa phát ra, anh thấy cái vết thương nó không? À. Nó đang mọc lên con mới á, là những cái rau khi anh đụng nó sẽ co lại, một đầu như vậy là một con. À. Nó co lại nè, thấy không? Thì những cái con ở đây. Đây mấy bạn nhân viên cắt ở đây nè. Anh thấy không? Mình đang đợi nó lành vết thương lại rồi mình đưa lên đế mình bán. Là em đang làm clip đây chia sẻ cho anh em chơi truy này, bởi vì người ta chơi nuôi lớn rất là nhiều mà họ chưa biết cách nhân giống á, thì mình phải chỉ cách nhân giống. Với con này dán nó khó, nó có nhớt á. À. Anh dán vô mai nó rớt, nó bay mất tiêu à. À. Mà không dán vô nó lại bị teo đi dần. Có nghĩa là đầu tiên em phải dưỡng ở đây cho nó khô cho cái nó nhớt, lành vết thương đi xong rồi mới dán lên nè. Dạ nó lành vết thương, nó phải bám chân vô giá thể trước. À. Nè nó bám chân như này nè, tự nó bám chân chứ không ai dán được nó đâu. Đây nó bám vào cái hộp luôn rồi. Ok. Thôi đừng đụng nó để nó tổn thương em, nó đang lành nè. Nghe em mà. Nó đó đầu nó bám rồi, nó bám vô cái mùa đây mình có thể đưa cho anh em được rồi. Ok. Dễ lắm, anh cắt ra đây là nó cũng thành một con rồi. Hay quá, đẹp quá. Này giá thành cao nha. Giá thành anh cao. Anh cắt một bụi ngay vậy là từ 300-500 ngàn đó. Ồ. Còn bụi đây là cả triệu á. Quá đẹp luôn. Là nuôi giống. Nhưng mà anh tính là tiền điện, tiền đồ ăn, tiền muối vậy à. Đam mê thì mình chơi thôi. Đam mê thì chơi, chủ yếu là đam mê. Khéo thì giàu, khéo thì kiếm được một tí. Không khéo thì chơi đam mê, lại tiền muối là vui rồi đúng không? Ok, vậy là vui rồi, em chơi học hỏi. Đây cũng là hoa nè, em hay chơi là hoa của biển nè. Anh em nó mọc lên. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá. Bông đây là 30 ngàn tới 60 ngàn một bông. Mà nó đẻ nhanh lắm nha. Có thể hàng tuần nó ra cho một bông mới rồi nó mọc lan thành bụi. Cái sàn hồ của bạn với cái sóng sánh của ánh nước á, bé nó lắc lượng nhìn nó rất là yển kiện. Con này là shop nè anh. Sàn hồ mềm, mềm dễ chơi. Mềm. Sẵn đây cho những bạn newbie, sàn hồ nó có hai dạng đúng không em? Mềm và cứng. Thì cái mềm là tương đối nó dễ chơi hay là cứng?
mà nó dễ như cắt cắm vậy đó. À, dễ như cắt cắm. Dễ như mấy cây cắt cắm thủy sinh đó. À. Cứng thì như mấy cây yêu cầu cao, cần nhiệt độ cao mới đẹp, nhưng mà san hô mà không, mấy cây khó mà mình không đáp ứng yêu nhu cầu đó là nó chết luôn. À. Quá mình hay rồi. Chơi đúng môi trường của nó thì sẽ tuyệt vời nhất. Những cái này là cái gì vậy em? À, cái đó là con sâu anh, em cho anh coi nha. Con anh, sâu anh hả? Anh cầm vậy đâu có ra cho anh ngắm được, em chỉ cho. Chả nó lại, nãy giờ nó thấy mình đứng nó stress nó mới ra á. Cái đó, cái vỏ con sâu nó trốn ở trong đó đúng không? Đây, con sâu đây, em chỉ cho. Đây nè, bên đây có con nè. Anh thấy, anh quay từ dưới thấy có bông màu vàng không? Đây nè, nó là một con sâu, nó cũng ống á. À, con bông màu vàng á hả? Anh đụng vô, nó sẽ thúc vô. Ôi, làm tốc hành luôn. Nó là con sâu, nó sẽ dùng cái đó để nó bắt mồi, bắt phù du. À. Ăn ở đó. Quá hay luôn các bạn. Nó là con sâu. Thì nó lại là động vật, chứ nó lại là san hô là anh phải hiểu anh nữa. Anh là tưởng nó là san hô, là bỏ nó chết đói. À. Nó vẫn phải có đồ ăn uống rồi. Anh phải cho nó ăn, anh là bỏ nó chết đói mất. Có những cái này nó rất là đẹp các bạn. Màu hồng. Còn cái những cái này nó như cái bộ não của con người ha, nhìn nó. Đây, cái này là Blasto. Cái đây thì mình phải có máy mình cắt mắt nó ra, còn không cắt bằng kềm thì sẽ bị thương. Những cái mắt đây đẻ cũng khá là nhanh. À. Anh cắt thành một mắt thì nuôi vài tháng nó lại nhân đôi, hai mắt là nhân đôi bốn mắt. Đẹp quá à. Còn... Ok các bạn ơi, thật sự mà nói thì nó còn rất là nhiều. Thật sự mà nói là nó còn rất là nhiều luôn. Mình nói với nhau cả ngày cũng chưa có hết nữa. Nó phải nhiều ngày luôn. Cho nên là nãy giờ chỉ quay một số cái gọi là cơ bản nhất để cho dụ anh em ghiền. Anh em coi, anh em ghiền. Anh em mà có đam mê á thì cứ lên trực tiếp ở đây ha, lên liên hệ với Rin hoặc là coi những cái kênh, những cái video trên kênh của Rin á thì sẽ hiểu rõ hơn, thì lúc đó anh em sẽ nắm hơn. Thì mình cứ từng bước một thì mình chơi, mình trải nghiệm, mình thu thập, mình học hỏi, thì từ từ những cái kiến thức đó sẽ là của mình. Đúng. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta sẽ bị lún sâu vô đó. Ok, hy vọng những cái giây phút vừa qua giúp cho mọi người có thể hiểu thêm, tăng thêm một số kiến thức cũng như là những cái nét đẹp của thiên nhiên như thế này. Chúc mọi người vui ha. Bye bye. Bye bye mọi người.